Em anh chú tôi cũng xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em giới thiệu với anh chị và các bạn về một con xe lạc dòng. Lạc dòng, tại sao lạc dòng? Bởi vì bên em chuyên bán tải anh chị nhá. Đây này, rất nhiều bán tải này. Anh em hôm nay em đưa lên một con xe lạc dòng, một con xe 7 chỗ. Đó là con Kia Carren. Con Kia Carren này được sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy 2.0 anh chị nhá. Số tự động, máy 2.0. Biển Thủ Đô 30S560 5606. Xe một chủ từ đầu luôn, vẫn còn nguyên một chủ từ đầu chị ạ. Mang nước sơn màu ghi màu xám, nó còn gọi là màu lông chuột. Xe cực đẹp nha anh chị nhá. Còn em này buôn chuyên về các dòng bán tải, thế nên là thi thoảng vẫn có những cái dòng lạc dòng khác. Đã là lạc dòng thì bên em phải chọn xe cực đẹp và rất là giá rất là ưu ái cho anh chị em nhá. Bao nhiêu cũng bán, hợp lý cũng bán anh chị nhá. Hôm nay em đưa lên một con Kia Carren đời 2009 thôi, nhưng mà nó gọi là siêu đẹp. Thì em sẽ bóc những cái đẹp ra cho anh chị xem, cực đẹp luôn. Xe này đầu tiên là một chủ từ đầu nhá. Chính tiền chính chủ, một chủ từ đầu. Biển lại còn Thủ Đô nữa, biển 4 số. Sơn si đây, em đang đi một vòng quanh cho anh chị xem về form dáng như sơn si đây. Form dáng cân đối bởi vì không hề đâm va tai nạn ngập nước gì cả. Và sơn si thì cực kỳ bóng bẩy, không có vết xước luôn nhá. Xe cực đẹp. Đấy, Kia Carren 2009, số tự động, máy 2.0, bản phun cửa lóc, la răng đúc 4 bánh, vè che mưa, hai thanh thể thao giá lóc, tay lắm cửa mạ chrome, ốp đèn, ốp điếc đều bọc mạ chrome hết. Đấy. Hiện tại bên em đang giao bán với giá là 285 triệu đồng. Đấy, anh chị nào quan tâm alo luôn cho em theo số điện thoại 0705 141414. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp chợ Thu Cũ Quảng Ninh tại địa chỉ ngã 3 đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để thể xem xe. Anh chị có thể đến đây trực tiếp và xem tất cả các dòng xe khác nữa. Đấy, anh chị đã xuống đây thì có thể sẽ chọn được xe mang về thôi. Bên em có rất nhiều xe nha anh chị nha. Rất nhiều ấy. Quay trở lại với con Kia Carren này. Xe một chủ từ đầu. Đã là một chủ từ đầu và lại là số tự động thì hiện tại là thì sẽ không bao giờ người ta đi taxi dịch vụ nha. Nên là anh chị có thể yên tâm. Đấy. Xe số tự động bây giờ, đời mới bây giờ có thể đi dịch vụ, nhưng mà đời trước thì không ai đi dịch vụ cả. Đi dịch vụ người ta chỉ có đi xe sàn, số sàn thôi. Thế nên là xe gia đình chạy chưa được 10 vạn đâu. Đấy, xe cực đẹp. Con này đăng kiểm hiện tại còn đến tận tháng 3 năm 2021 nha anh chị nhá. Yên tâm luôn, đăng kiểm 1 năm 3/21. Anh chị có thể nhìn thấy đèn này. Con này độ lên đèn bi xe lông rồi. Bi xe lông siêu sáng này. Đèn bi, đèn bi và đèn gầm nó cực kỳ sáng, anh chị có thể nhìn không? Cực đẹp nhé. Đây, la răng này. La răng rất là đẹp luôn. Chị nhìn nào. La răng cực đẹp. Lốp lam thì hơi ấy một chút. Hơi kém một chút nha chị nhé. Con này lốp nó 2015 này chị nhìn này. Lốp 2015 nhé. Thế là chứng minh là mua 2009 đến 2015 thay một dàn lốp, và từ 2015 đến giờ là lốp như này, thì đâm ra là đi cực ít luôn. 5 năm rồi, lốp 5 năm rồi. Em cho chị xem một cua lốp này. Cua lốp gầm bệ chút này. Mới liệt chậm ấy nhỉ. Còn mẹ không hề ăn gì mục mọt nha chị nha. Cua lốp đằng sau này. Lốp sơ cua đằng sau này. Còn bạn ok, yên tâm, không mục mọt anh chị nhá. Và nội thất của xe này, xe được trang bị 4 kính chỉnh điện này, 2 gương chỉnh điện này, khóa kính, khóa cửa, cụp xòe đầy đủ, không thiếu gì cả. Mở sang cũng trên tab lô của người điều khiển xe này.
Đấy, da và nhựa anh chị có thể nhìn thấy cực kỳ sạch sẽ nhá. Cực sạch sẽ, nội thất cực đẹp. Con này nội thất cực đẹp luôn. Keo chỉ nguyên luôn nhá anh chị nhá. Chị có thể nhìn đây này. Keo chỉ này. Nguyên luôn. Keo chỉ nguyên luôn. Ốc ác này, ốc bàn là cửa này. Ốc bàn là cửa này. Xe này nội thất lỉ nguyên bản nha chị nhá. Nội thất ghế lỉ nguyên bản luôn, theo xe không rách dưới gì. Cực đẹp luôn. À, chân lỉ nguyên bản kèm theo cửa lóc này. À, cửa lóc đầy đủ nhá. Sàn thì đã được bọc da. Bọc da sạch sẽ. À, bọc da sạch sẽ. Xe được tích hợp vô lăng 4 chấu. Vô lăng 4 chấu này. Tích hợp vô lăng 4 chấu. Phanh ABS, túi khí đầy đủ. Đấy, xe chạy 9.700.000 này. Đây em đã khởi động đồng hồ lên nhỉ? Rồi, xe đã khởi động này. 9.700.000 cây nhá. Điều hòa đã lên. Đây em tăng điều hòa tí này. Điều hòa thì cực kỳ lạnh luôn. Phun lạnh. Tạp lô này. Tạp lô của nó cực kỳ sạch sẽ anh chị nhỉ? Cực kỳ sạch sẽ, nội thất cực đẹp, nhựa cực đẹp luôn. Cực đẹp. Có đầu nguyên bản CD. Điều hòa tự động auto. Có màn hình điều khiển điều hòa nhỏ. Hộp số tự động zích zắc. Đây có cả hộp số thể thao cộng trừ đây. Tất cả chi tiết nó cực đẹp anh chị nhá. Bệ tì tay này, nhựa và da này. Cực đẹp luôn, vô lăng anh chị có thể nhìn thấy này. Vô lăng rất là mới. Có phiếu bảo hành này. Thẻ nhắc bảo hành này. Đấy. Đầy đủ hết. Hàng ghế sau này. Hàng ghế sau lỉ nguyên bản gần như không người ngồi này. Gần như không người ngồi luôn. Điều hòa vùng sau. Đấy, điều hòa vùng sau. Sàn trần thì cực sạch. Táp bi cửa sau này. Cửa sau lái này. Keo chỉ này. Nguyên luôn đấy chị nhá. Nguyên luôn, không mất phần luôn. Đây. Cho anh chị xem hàng ghế 67 này. Hàng ghế 67 toàn cụp xuống gần như chả bao giờ sử dụng này. Hàng ghế 67 lì này. Nhựa đằng sau nó này. Nội thất cực đẹp nhá. Đây. Cốp đít cốp này. Kéo chỉ nhá. Không mất một phân nào luôn anh chị ạ. Xe cực đẹp, cực zin luôn. Cực đẹp, cực zin luôn. Hai rãnh nước sau này. Đây, khóa cốp này. Hoàm khóa cốp vẫn còn mới đét đây này. Đã bảo cực đẹp anh chị ạ. Em sẽ cho anh chị xem tiếp hai cái táp bi cửa nữa. Này. Táp bi cửa trên phụ này. Sạch sẽ cực kỳ là anh chị nhìn này. Keo chỉ không mất phân nhá. Không mất phân keo chỉ luôn. Tem mác của nó này. Martin Koreka này. Đấy. Xe nhập khẩu này anh chị nhá. B6 này. Keo chỉ đây. Cái keo chỉ của nó rất là nhỏ nhá. Nhỏ nhưng có võ, còn nguyên luôn. Cực đẹp. Đây em vừa mới test cho anh chị và tất cả cánh keo chỉ cũng như đít cốp keo chỉ của nó nguyên luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Nội thất của nó thì tuyệt vời, gầm bệ không hề han gì, mục mọt gì. Đấy. Xe tất cả các chế độ chức năng hoạt động bình thường. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem thêm vài phần nắp capo. Nắp capo cũng như là xem máy móc hoạt động bình thường hay không.
Đây, nắp cabo đây, tổng quan nắp cabo và máy móc này. Cabo cũng thế thôi, cabo rất là đẹp nhé. Màn hình không? Cabo cực đẹp luôn. Ốc cabo nguyên luôn, nguyên zin cả cabo, sợ thật. Này 2009 nguyên zin được cabo nha anh chị nhé. Cabo zin luôn, không va chật đâm đụng gì. Đây, đây là đầu ụ giảm sóc của nó này. Và tai đèn này, chị nhìn kỹ này, cực đẹp luôn. Đầu răng phía trước không có dấu hiệu đâm va va quẹt gì cả. Đầu răng ụ giảm sóc này, sắt xi bên trong này, sắt xi dưới chị nhìn thấy không? Đấy, đây tổng quan về máy móc này, tổng quan về máy móc này đang rất là khô ráo và sạch sẽ nha. Máy móc đang hoạt động rất bình thường, dưới cu doa đang chạy đây. Đấy, anh chị có thể nhìn ốc bệ chân máy này, zin đét 100%, tất cả có một zin, kể cả ốc bật máy đấy nha. Ốc A còn nguyên cả dấu sơn của nhà sản xuất này mới lại sợ chứ. Đấy, máy móc hoạt động bình thường, ác quy cũng rất là đẹp. Đây, mắt đỏ au này chị. Đấy, rất nhiều các chi tiết đẹp. Con xe này cực đẹp nha chị nhé. Đấy. Đấy, thưa anh chị, em vừa mới giới thiệu cho anh chị về được con Kia Carrera được sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động máy 2.0, bản full cửa lock, đầy đủ tất cả các chế độ chức năng. Xe một chủ từ đầu biển Thủ Đô 30S 65606, và hiện tại bên em đang giao bán với giá là 285 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm alo luôn cho em theo số điện thoại 0705 141414, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp chợ Tung Quảng Linh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để thể xem xe cũng như đi thử xe và test xe, hoặc có thể chọn lựa thêm tất cả các mẫu xe khác hiện có tại bên em. Đấy. Và vâng, em anh chị nào mới xem video của em lần đầu, hãy đăng ký kênh cho em, hãy bấm vào nút chuông bên phải của màn hình để có thể cập nhật được tất cả những mẫu xe vừa mới về bên em đăng lên, để anh chị có thể là người được lựa chọn và người được xem nhanh nhất, xem đầu tiên. Đấy. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.